Nhóm thương nữ miền Tây xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn nha. Xin chào. Ngày hôm nay thật sự hai chị em rất là vui mừng luôn. Và khi được đại diện cho Mạnh Thường Quân, đó là cô Cynthia Romet, thì gửi tặng cho bà con dân tộc Khmer là 50 phần bún chả giò. Thì nhận được cái phần bún chả giò này đầy ấm áp và sự yêu thương trong cái mùa dịch nha. Đây, một cái phần bún như vậy thật sự rất là ngon và hấp dẫn luôn. Hai cái cuốn chả giò thật là to, cộng thêm là có một ít là bì kèm theo. Một tô như vậy là trị giá là 20.000 đồng. Thì cũng xin chân thành cảm ơn cô rất là nhiều nha. Thì con xin phép cô được phát cho bà con ở đây, để mọi người cũng đang đợi để ăn sáng. Dạ. Bên đây 4 phần. Đúng rồi. Đây. Cô Mạnh Thường Quân gửi con nha. Dạ, em gửi chị cho bạn ăn sáng nha. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Em gửi chị. Dạ. Con gửi ba. Con gửi bà phần ăn sáng nha, chúc bà nhiều sức khỏe. Dạ. Bà chị lấy giúp giùm em nha. Dạ. À, dạ cô ơi, thì hôm nay thì do tình hình dịch bệnh rất là khó khăn đó, cho nên mấy chị em con chuẩn bị sẵn. Dạ. Dạ, đi đi luôn. Dạ. Dạ, thì mấy chị em con sẽ đến từng nhà của các cô chú ở trong Hòa Bình Thạnh. Dạ, ba phần không chị ba? Dạ con gửi chú nha. Dạ. Cảm ơn giáo. Dạ. Con gửi cô, gửi anh. Dạ. Dạ nhà mình có ba người phải không chú? Dạ dạ con chào chú nha. Rồi, gia đình mình có mấy người chị ơi? Rồi xuống nhận giùm em nha. Dạ rồi. Rồi gia đình mình ra nhận giùm con nha. Dạ. Của cô Cynthia Rodmet gửi tặng cho mình nha. Rồi, bốn gia đình, bốn người. Rồi. Dạ. Gia đình mình mấy người chị? Ba chị. Ba người hả? Đâu? Có người mới được nha. Đâu? Khẩu trang con đâu? Khẩu trang con đâu? Rồi, gia đình của chị tính là ba người. Rồi, hai. Này, bố con nè. Dạ, thu. Ba. Ba khẩu trang vô con. Đủ rồi chị. Được chưa? Đủ chưa? Chưa, còn bé đâu. Còn bé. Cảm ơn chị. Ngủ chưa thức. Chúc ngon miệng. Dạ. Rồi, tiếp theo đi chị ơi. Dĩnh nha. Dạ. Dĩnh đi, dĩnh đi, dĩnh đi. Chưa, sao em kẹt chứng giữa. Rồi, tiếp theo. Dạ. Vô nhà đi chị ơi, vô nhà nhận này của ai? Về nhà, về nhà, về nhà, cả nhà về nhà. Dạ, em chào chị nha. Hôm nay là cô Cynthia Rodmet gửi tặng cho mình phần ăn sáng nha, là bún chả giò. Gửi tặng gia đình mình nha, gia đình mình mấy người chị? Dạ, bốn người. Bốn người, con ra nhận giùm em đi chị. Dạ, bé gái. Của con phải không? Đây của con. Cảm ơn cô chưa? Dạ chị. Rồi, gửi con. Rồi con gửi cho cô nha. Cảm ơn cô. Dạ. Rồi, tiếp theo mình đi thôi. Chào anh. Ông ơi, ông ăn khẩu trang vô đi ông. Ông ăn khẩu trang vô đi ông. Bà ơi, khẩu trang bà ơi. Rồi con ơi, mình ra nhận phần bún nha. Từ từ. Của cô Cynthia có miếng gửi con nha. Cảm ơn cô. Ừ. Rồi mình ra đi con. Cảm ơn cô. Giỏi. Cảm ơn cô. Rồi. Rồi ra đây đi con. Cảm ơn cô. Gửi nha. Cảm ơn cô. Dạ. Cảm ơn chị. Dạ, cô bé luôn chị. Còn ai nữa không? Còn ông. Chết. Rồi. Còn ông. Chị ơi, khẩu trang. Con gửi không? Chúc ông nhiều sức khỏe. Dạ, ăn sáng ngon miệng nha ông. Dạ. Chị bên kia. Gia đình dân quá. Dạ. Thôi xin cho nhỏ cháu. Dạ rồi. Dạ rồi. Chào chị nha. Con có chưa? À rồi, vậy mình đi. Ôi, gia đình có mấy người mà đông dạ. Rồi, cô Cynthia rất mến gửi tặng cho mấy con phần sáng nha, bún chả giò nha. Này cô con. Rồi. Cảm ơn cô. Rồi. Rồi.
giỏi. Dạ rồi, con chào nha. Rồi đi chị. Rồi gia đình mình ra nhận đồ ăn sáng nè con ơi, của cô Cynthia rất biết tặng nha. Thôi chuẩn luôn rồi. Đây được rồi chị, đây được rồi. Rồi gửi con. Cảm ơn cô. Giỏi. Chú nữa kìa. Con gửi chú phần sáng. Rồi, dạ. Anh có dùng không? Rồi, đi chơi. Thôi. Dạ. Chồng cô ha. Dạ. Rồi, gia đình mình mấy người? Ngồi vậy đó mà. Gia đình mang khẩu trang, mang khẩu trang vô chú ơi. Rồi. Cô City anh có miếng gửi tặng con phần sáng nha. Chú mày cảm ơn chứ. Cảm ơn chưa? Cảm ơn chưa? Cảm ơn con. Thôi vậy là mai mốt không cho nữa đâu. Cảm ơn. Chị không dám ra đó. Dạ. Rồi cảm ơn con. Dạ. Em gửi hả? Cảm ơn chị. Dạ rồi. Mình còn một bé ở trong nhà. Thôi con chịu ra đó. Thôi con gửi cho bé luôn đi con. Con gửi cho bé. Dạ. Con gửi cô tặng hạng sáng. Dạ. Con gửi chị bằng hạng sáng nha. Dạ. 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 Mang khẩu trang vô con ơi, mang khẩu trang vô. Ông ơi, bà ơi, đeo khẩu trang vô. Dạ, không bao nhiêu người. Này của con. Mang khẩu trang vô cô ơi. Dạ. Của con nha. Cảm ơn cô. Giỏi. Cô ơi, nhà mình bao nhiêu người được nhận phần ăn sáng nữa cô? Dìm mang khẩu trang vô. Dạ, bé, bé. Đây, cô cần. Lại đây với cô nè. Ôi ôi. Rồi sao nè, nhận quà rồi sao? Con ạ đi. Con ạ. Con ạ nè, nè con ạ. Ạ. À, đúng rồi, rồi, bye bye con. Cô mang khẩu trang. Cô mang khẩu trang vô. Xích xích ở đây đi chị ba. Dạ, nhà mình có bao nhiêu người cô? Dạ, dạ mang khẩu trang. Ở sao nữa hả con, ra đây. Ở sao ra đây vô nữa. Sao không đủ chị ơi. Dạ. Ủa chú anh làm chỗ kìa. Dạ. Bà có chưa? Bà có chưa? Rồi, bà có rồi. Rồi, tiếp theo. Qua đây hả? Ôi, qua đây có nhà nữa chị ơi. Lần đầu tiên mới. Đó, cái khẩu trang lên. Để em lấy luôn đi chị, để em lấy luôn đi. Hình như ba người đó không? À, chào cô. Rồi con gửi cô phần ăn sáng nha. Dạ. Của City Agus miết gửi tặng. Dạ. À, trong cô, kia là mình còn nhà. Dạ. Cô ơi, cô mang khẩu trang vô đi cô. Ồ, phần nhà đó là mình có mấy người cô? Có nhà kia với nhà đẳng nữa. À, dạ. Có hai phần đó thôi đó. Dạ, dạ. Đây. Thị ơi. Hả? Đây. À. Đây nè. Cầm, cho Trâm ơi. Cầm. Con nhận rồi đúng không? Ở bên đây còn ai? Chú ơi, chú mang khẩu trang vô đi chú. Ra con gửi phần ăn sáng cho chú nha. Chị ơi, chị mang khẩu trang vô đi. Đi bỏ nhà rồi hả? Dạ dạ. Rồi, con gửi chú phần ăn sáng nha. Dạ, dạ chúc chú ăn ngon miệng. Dạ. Chúc cháu vui vẻ. Dạ. À, bây giờ cái chị đi đồng thật sự cũng muốn ăn cái phần ăn sáng cho nên là xin phép cô con bỏ ở đây tại vì chị không có cái khẩu trang. Chị làm phiền chị ra lấy giùm em nha. Rồi chúc chị ăn sáng vui vẻ. Dạ rồi. Đây nè chị ba. Dạ, hôm nay thì con với là chị thật sự rất là vui luôn khi được đại diện cho cô Cynthia Rodnip thì gửi tặng 50 phần cho bà con người dân tộc Khmer. Thì ở đây bà con nhận được phần ăn sáng rất là vui, giảm lòng luôn trong cái mùa dịch. Thì chân thành cảm ơn cô rất là nhiều nha. Xin chúc cô và gia đình lúc nào cũng dồi dào sức khỏe, lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống nha. Chào cô, chào các bạn, bye bye.